chút yêu thân hiện tiền một tấm đủ cả ngàn mắt đều có sức thần thông và có trí tuệ sáng suốt trên thẳng tâm Phật dưới đồng muôn lộc. Every year in the new year, that's the tradition from the Buddha. We'll be praying for everybody around the world. Have the good luck, good health. Always live in good life. If you are the sickness, you get recovered. You get out from the sickness and you stay in healthy. Pray for everybody, have the good healthy, good luck. Live in peace together, live in wealthy together, and always you are not achieved by the sickness, by the die, by the everything harmful for you. That we pray for back to you. Cúng cơm của quyền nữa ha, cúng dòng ở bên này là cái sao?